Chê ông Ha đành giúp chị khách sửa soạn. Trước khi bắt đầu, Chê ông Ha cẩn thận rửa tay sạch sẽ. Hành động này khiến khách hàng rất có thiện cảm, còn tươi cười khen ngợi cô. Vì phụ nữ thường hội họp ở những nơi khác nhau nên Chê ông Ha tận tình gợi ý cho chị khách cách trang điểm phù hợp. Còn cả động tác cử chỉ cứ như một người thợ trang điểm lâu năm. Trong lúc trang điểm, Chê ông Ha còn không quên khen ngợi đôi mắt của khách hàng rất đẹp. Chị khách nghe xong, lòng như nở hoa, còn muốn Chê ông Ha khen thêm vài câu. Nhưng Chê ông Ha lại nói, chờ em thêm 5 phút nữa nhé, giờ khen ngay thì cảm giác không thật. Vừa dứt lời, chị khách vui đến nỗi bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, thợ trang điểm đến muộn giờ mới tới. Nhưng chị khách lại muốn Chê ông Ha trang điểm tiếp, đồng thời không quên chỉ trích dạo này, thái độ của thợ trang điểm quá thiếu nghiêm túc, làm việc thì chậm trễ. Sau khi trang điểm xong, chị khách vui vẻ chào tạm biệt Chê ông Ha. Lúc này, Jinju bắt đầu chút giận lên Chê ông Ha. Cảnh cáo Chê ông Ha đừng tưởng được sếp coi trọng là cho mình là nhất. Nếu còn dám cướp khách của tôi sẽ khiến cô trả cái giá đắt đấy. Chê ông Ha thở ra một hơi thật dài, nỗi ấm ức trong lòng không biết nói ra thế nào. Cô ấy tên An Chê ông Ha. Sau khi xin thôi việc ở công ty lớn, cô tới làm ở một tiệm trang điểm. Cô cũng là một fan đu idol, thậm chí còn coi idol là động lực để cố gắng. Hễ ngắm ảnh của idol là trong người lại tràn trề sức sống. Chàng trai này tên Sa Hae Jun, là một người mẫu chuyển hướng sang làm diễn viên. Hôm đó, bà chủ tìm Chê ông Ha bảo cô tới tuần lễ thời trang cùng Jinju. Vừa hay idol của cô cũng tới tham dự, điều đó làm Chê ông Ha rất hào hứng. Chỉ cần nghĩ là sắp được gặp Hae Jun, Chê ông Ha lại cực kỳ phấn kích. Còn muốn mời đồng nghiệp ăn thịt nướng, màn hình chuyển đến phân đoạn tuần lễ thời trang. Chê ông Ha ngắm nhìn thần tượng mà mình ngày ngóng đêm trông suốt mười mấy năm. Cô ngây người ra ngắm đến nỗi quên mất mời anh ngồi. Chân tay cũng lóng ngóng, bất cẩn làm rơi lọ nước tẩy trang. May là Hae Jun nhanh tay bắt được. Tiếp theo chính là cơ hội tốt để Chê ông Ha thể hiện tay nghề. Bằng tay nghề điêu luyện, Chê ông Ha che đi hết khuyết điểm trên mặt Hae Jun. Nhìn không quá rõ ràng, thậm chí còn rất hoàn hảo. Chê ông Ha căng thẳng, con người cứ đưa đi đưa lại liên tục. Nói chuyện với Hae Jun cũng chỉ dạ vâng vài câu. Đúng lúc đó, Jinju mới làm được một nửa bỗng có việc đột xuất nên bỏ đi. Ngay sau đó, chàng trai bên cạnh gọi điện thoại tìm người tới trang điểm nốt. Sau đó, lại quay sang nhờ Chê ông Ha giúp đỡ. Nhớ lại ấm ức lần trước, lần này Chê ông Ha không dám manh động nữa. Cô đành nói, anh là khách hàng của Jinju, tôi không thể nhận được. Hae Jun quay sang cất giọng nói giúp. Chê ông Ha sợ khách hàng đánh giá không tốt đành chấp nhận làm nốt phần còn lại. Ba người bắt đầu vừa cười đùa vui vẻ vừa làm việc. Không ngờ đúng lúc đó, Jinju bất ngờ quay lại. Sau đó còn hùng hổ trách cứ Chê ông Ha, thậm chí còn dùng lời lẽ rất khó nghe, ngữ khí chanh chua. Chê ông Ha cũng không dám cãi lại. Chê ông Ha ấm ức chỉ đành lặng lẽ cúi đầu xin lỗi. Nhưng Jinju vẫn chưa định dừng lại, tiếp tục mắng nhiếc. Bị mất mặt trước idol, Chê ông Ha vô cùng thất vọng. Cô đặt dụng cụ trong tay xuống rồi bỏ đi. Quá ấm ức, nước mắt cô khẽ rơi. Cô mở điện thoại ra ngắm ảnh idol, ngắm xong tinh thần lập tức đi lên. Vừa hay bị Hae Jun đi qua bắt gặp. Hae Jun an ủi Chê ông Ha. Nhận được sự cổ vũ của idol, sự buồn bã trong lòng Chê ông Ha cũng dần dần nguôi ngoai. Hae Jun còn nói với Chê ông Ha phải học cách phản đòn, đừng để mình trông giống một người dễ bị kẻ khác bắt nạt. Được idol truyền cảm hứng, Chê ông lập tức được khai sáng. Hôm nay khi đang lau gương, Chê ông Ha lại bị thợ trang điểm soi mói. Chê ông Ha không thèm nhẫn nhịn nữa, cô bật lại luôn, làm Jinju hú hồn chim én. Không dám tin là Chê ông Ha lại dám bật lại mình. Đồng nghiệp đi tới luôn miệng khen Chê ông Ha quá dũng cảm. Lại người như cô ta đáng bị như vậy, nếu không ả sẽ được đằng chân lân đằng đầu.